And today we are going to meditate in the book of Psalm chapter 65. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm ở trong sách Thi Thiên đoạn 65. And I'm not going to be very long today, và tôi sẽ rất là ngắn gọn ở trong ngày hôm nay. But we are going to remind ourselves about the four things that mention especially in this book of Psalm. Và chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm bốn điều rất là đặc biệt ở trong Thi Thiên đoạn 65 này. And this psalm is also the theme for our 2024. Và sứ điệp ở trong sách Thi Thiên này, 65 này cũng là cái chủ đề của chúng ta ở trong năm mới. It is a year of bountiful blessing. Nói cách khác, cái chủ đề của chúng ta đó là một năm của những sự dư dật. Amen. How many of us want to have a year of bountiful blessing? Có bao nhiêu người trong vòng chúng ta muốn có một năm của sự dư dật? Chúng ta muốn có một năm của sự phúc phúc. We want to have a year of abundance, right? In abundance and not just a little. Chúng ta sẽ muốn có một sự dư dật sung túc chứ không phải thêm một tí xíu mà thôi. But how are we going to attain that or to receive that? Mà làm thế nào để chúng ta có thể đạt được những điều đó? And one thing for sure is that our God never changes and always ever faithful. Và một điều đặc biệt mà chúng ta nhắc nhở trong cuộc đời sống của chúng ta rằng đó là Chúa của chúng ta lúc nào cũng thanh tín và Ngài không bao giờ thay đổi. And it's not about the prosperity gospel. I'm not preaching about the prosperity gospel here. Và tôi không có giảng cho quý vị nói đến cái sứ điệp của sự thành vương mà thôi. God wants us to be prosperous, but there would be some principle that we need to remind ourselves in order to receive that blessing from the Lord. Dĩ nhiên Chúa cũng muốn chúng ta được thành vương, được dư dật, nhưng mà chúng ta cũng có những nguyên tắc của Chúa giúp đỡ, hướng dẫn cho đời sống chúng ta được thành vương ở trong Chúa. And Brother Thomas and Sister Jenny already read together with all of you in the book of Psalm chapter 65. Và vừa rồi thì chị Jenny cũng như Thomas đã cùng nhau đọc với chúng ta ở trong lời của Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 65. And the four things that we need to remind ourselves in this book of Psalm is this. Và bốn điều mà chúng ta cần nhắc nhở trong mỗi đời sống chúng ta ở trong sách Thi Thiên 65. First of all, our God is an answering God. Và điều đầu tiên mà chúng ta nhắc nhở chúng ta đó là Chúa của chúng ta, Ngài là đấng, là Đức Chúa Trời luôn đáp lời cho chúng ta. Amen. And if you want to say amen, just say amen loudly, right? Nếu mình muốn nói amen, cứ tự do mà nói amen. Do we know that, or do we really experience that our God is an answering God? Amen. Chúng ta có thật sự kinh nghiệm đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta hay chăng? And if not, this year will be that year for us to experience His answer, His responses for every one of us. Và trong năm mới này chúng ta sẽ kinh nghiệm. Nếu chúng ta chưa kinh nghiệm, thì chúng ta hãy kinh nghiệm và cầu nguyện Chúa cho chúng ta nhận được sự đáp lời của Ngài. And the second one is that our God is a relational God. Và điều thứ hai mà chúng ta nhắc nhở cho chúng ta rằng đó là Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời luôn có một sự tương giao với mỗi đời sống của chúng ta. And all of these are the unique characteristics of God. Which no God could have all of these characteristics. Và đây là những cái đặc tính đặc thù hay là đặc tính của Đức Chúa Trời của chúng ta mà không có một thần nào ở trong thế giới này có thể thấy có được. And the third thing is that our God is a generous God. Và điều thứ ba đó là Chúa của chúng ta là đấng rộng rãi. Amen. And that's why we are generous. Turn to one another and give high five, say you are generous. Quý vị có thể high five cho người kế bên của chúng ta và nói rằng bạn cũng phải học hỏi là được trở nên rộng rãi. Chúng ta là những người rộng rãi. Amen. We are the generous people because our God is generous. Và chúng ta là những người rộng rãi là bởi vì Chúa của chúng ta, Ngài là đấng rộng rãi. Và Ngài ban chúng ta không kể xiết. And He's given us unlimited. Amen. And lastly, our God is a caring God. Và điều cuối cùng đó là Chúa của chúng ta, Ngài là đấng quan tâm đến mỗi đời sống của chúng ta. Somebody always said religion are all the same. Có người nói rằng tất cả các tôn giáo đều như nhau. I would agree there are some sense that they would be the same or identical with many religions. Và tôi đồng ý rằng có một số điểm ở trong các tôn giáo mà họ có những sự tương đồng với nhau.
Yes, most, not all. Most of the religion want us to do good, right? Đa số tất cả những tôn giáo đều khích lệ cho mỗi đời sống chúng ta là hãy làm điều tốt. And all of the religion are looking for the truth. Pay attention here. Và quý vị cần phải chú ý rằng tất cả các tôn giáo đều đang trông tìm hoặc là đang đi tìm một cái chân lý. They are all looking for the truth. And thirdly, no religion could found that truth yet. Và không có một tôn giáo nào có thể tìm được cái chân lý cả cho đến ngày hôm nay. And that's why they are still searching for, they are still looking for. Và đó lý do tại sao mà họ vẫn tiếp tục tìm kiếm những tôn giáo đó. And all the religion want us to practice exorcism or hard life, discipline ourselves in order to control our life from a simple life. Và tất cả những tôn giáo đều muốn cho mỗi đời sống của chúng ta đó là phải sống khắc khổ, phải kỷ luật tính mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta có thể được tốt hơn mỗi ngày. But I want you to know, yes, all of the religion have their gods. Right. Tất cả những tôn giáo đều có những cái thần để họ thờ. But there is no god of the religion is an answering god. Nhưng mà chẳng có một tôn giáo nào, một cái thần của tôn giáo nào là thần có thể đáp lời cho những người mà họ đang thờ phụng. No one. There is no god in this religion that have a relationship with their believer or the adherent. Và chẳng có một cái thần nào ở trong tất cả các tôn giáo mà thần đó có một mối tương giao thân mật với những người thờ phụng nó. And there is no gods in this religion, in the religions of the world, are generous. They always receive. Và chẳng có một thần nào ở trong tôn giáo họ là những người rộng rãi cho quý vị, mà họ lúc nào cũng nhận lấy từ quý vị mà thôi. And there is no god in the religion who care for you and I. Và chẳng có một cái thần nào ở trong các tôn giáo của thế gian này họ quan tâm. But there is a god of heaven and earth who answer our prayer, who have a relationship with you and I, who is generous for every one of us, and who is caring for us. Nhưng có một Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên thế gian muôn loài vạn vật này, là đấng trả lời cho quý vị, lắng nghe quý vị, muốn tương giao quý vị, Ngài ban chúng ta cách rộng rãi và Ngài quan tâm cho mỗi đời sống của chúng ta. Not only that, no religion or the gods of the religion of the world can save you or forgive you sins or save you from sin. Và chẳng có một cái thần nào ở trên thế giới này có thể tha thứ tội lỗi cho quý vị và có thể cứu quý vị ra khỏi tội lỗi. Only God, the God of heaven and earth, have the power to forgive your sin and to save you from all of your sin. Chỉ có Đức Chúa Trời hàng sống là đấng đã tạo dựng đến thế gian này, là đấng có quyền tha tội lỗi cho quý vị và yêu mến mỗi đời sống của chúng ta và giúp cho chúng ta được thoát ra những tù ngục hoặc là những cái xiềng xích của sự tội lỗi. There's no gods or there's no religion of the world can promise you the eternal life. Và chẳng có một thần nào ở trên thế gian này hay là tôn giáo có thể ban cho quý vị đó là một đời sống vĩnh cửu. Only God, the God of heaven, the God who creates, the creator of the universe, can give you that everlasting life. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên thế gian này, là đấng có thể ban cho quý vị và tôi đời sống vĩnh cửu. And there's no gods or religion can set you free from the lake of hell and the wrath of God. Và chẳng có một thần nào hay là một tôn giáo nào trên thế giới này có thể giúp cho quý vị có thể thoát khỏi hình phạt của Chúa và sự chết ở trong lò lửa hỏa ngục đời đời. Only the God who creates the heaven and earth, who have that power to set you free and to save you from that lake of hell. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên trời và đất, là đấng có thể cứu mỗi đời sống quý vị và khiến đời sống quý vị không bước vào ở trong lò lửa hỏa ngục đời đời. But he's going to give us the heaven, the glorious heaven, the everlasting life. Nhưng mà Ngài ban cho chúng ta mỗi đời sống quý vị và tôi khi chúng ta tin Ngài, đó là sự sống đời đời và thiên đàng vinh hiển.
And not only that, no gods in this world can say that I love you, I care for you. Amen. Và chẳng có một thằng nào ở trên thế giới này nói rằng tôi yêu quý vị và tôi quan tâm tới quý vị. When we look at their gods, it's very scary, right? Khi mà chúng ta nhìn các thần của họ thì nó rất là sợ hãi. Let me go very quickly. First of all, our God is an answering God. Điều thứ nhất đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đáp lời cho mỗi đời sống của chúng ta. Psalm 65 from verse number 2 said, "You who answer prayer to your own people will come." Ở trong Thi Thiên đoạn 65 câu số 2 đã chép rằng, hỡi đấng nghe lời cầu nguyện và các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Our God is a God who hear our prayer. Our Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. He see our prayer. Và Ngài thấy được những sự cầu nguyện của chúng ta. And He feels our prayer. Ngài cảm nhận được sự cầu nguyện của chúng ta. And He responds to our prayer. Và Ngài đáp ứng ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. And throughout the history, as you can see, và thông qua những cái thời điểm của lịch sử mà chúng ta đã thấy đó, God always see, always hear, always feel, always respond to His children when they call about His name. Và thông qua những cái thời điểm của lịch sử khác nhau, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta luôn thấy, luôn lắng nghe, luôn cảm nhận và luôn đáp lời với những lời kêu cầu của con cái của Ngài. Ask and you will find. Lời của Chúa đã phán rằng đó là hãy kêu cầu, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Ask, seek, find. And those are the promises of God. And secondly, our God is a relational God. Và điều thứ hai chúng ta nhắc nhở cho mỗi đời sống chúng ta rằng Chúa của chúng ta là đấng tương giao với mỗi đời sống của chúng ta. Psalm 65 verse 4 said, "Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house and of your holy temple." Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần. Đang ở nơi hành lang Chúa, chúng tôi sẽ được nó nê vật tốt lành của Chúa là đền thánh của Ngài. Do God choose us and just put us in the house of God just like a robot and just sit in there? Có phải Chúa chọn lựa chúng ta và để chúng ta ở trong nhà của Chúa ngồi đó giống như một con robot mà chúng ta không có nói chuyện với ai cả? No. God bring us into His house so that we can communicate with Him. Ngài đã đem chúng ta vào trong đền thánh của Ngài để mỗi đời sống ta có thể tương giao cùng với Ngài. And we can express our desire và chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng của chúng ta. And the Bible says He also grants all of our desires as well. Và Ngài cũng làm thỏa nguyện tất cả những điều mà lòng của chúng ta ao ước. God has come and He has given us His promises. Ngài đã đến thế gian này và Ngài đã ban chúng ta những cái lời hứa của Ngài. He came to seek and save every one of us. Ngài đã đến để tìm và cứu mỗi cuộc đời của chúng ta. He came to forgive our sin and to provide us the salvation. Ngài đã đến để tha thứ tội lỗi của chúng ta và ban chúng ta sự cứu rỗi của Ngài. He came to take you and I out of the darkness and so that we can enter into the kingdom of light. Ngài đã đến để đem chúng ta ra khỏi những sự tối tăm và chúng ta được bước vào ở trong sự sáng lạn. He came to restore our position. Before we were the slave to sin, but today you and I are the children of God. Ngày xưa chúng ta là con cái tội nô của tội lỗi và ma quỷ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. And we can call Him Abba Father. Và chúng ta có thể kêu Ngài, Ngài là Cha thiên thượng của chúng ta. There's no religion of the gods of the religion in the world that allow you and I to call them as Abba Father. And that is one of the greatest metaphor or the example to show the fatherhood of God to every one of us. Và chẳng có thế gian, ở trong thế gian này chẳng có một tôn giáo nào có thể nói rằng các thần của họ là cha của chúng ta. Và đây là đặc điểm duy nhất mà mỗi đời sống của chúng ta được có ơn huệ để chúng ta có thể được kêu gọi Ngài làm cha trên mỗi đời sống của chúng ta. Và cái đó là một cái mối quan hệ sống động. And all of us can understand that because we have father, we have mother, we have the relationship in the family.
Và mỗi đời sống chúng ta đều có thể hiểu được cái hình ảnh đó, bởi vì chúng ta đều có những người cha của chúng ta trong gia đình của mình, để chúng ta có thể nói với người mẹ, người cha của chúng ta, để tương giao với chúng ta. And we can feel the sweetness in that relationship, the closeness in that relationship. Và chúng ta có thể cảm nhận được cái sự gần gũi và sự ngọt ngào ở trong mối quan hệ đó. Thirdly, our God is a generous God. Và điều thứ ba đó là Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rộng rãi. Amen. Psalm 65 verse 5 says, "You answer us with awesome and righteous deed. God our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas." Hỡi Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng cột trái đất và của kẻ ở trên biển xa. He provides us, He answers us with what? With the awesome and the righteous deed. Và Ngài đáp lời với mỗi đời sống chúng ta thông qua những điều gì quý vị? Đó là những công việc kỳ diệu của Ngài. Và những cái công việc công chính của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Remember, God does not only respond us with our prayer alone. Ngài không chỉ đáp ứng chúng ta những lời cầu nguyện mà chúng ta cầu xin mà thôi. But He is provided us beyond what we dare ask or imagine. Và Ngài đã ban chúng ta vượt quá những cái điều mà chúng ta dám suy tưởng và chúng ta kêu cầu cùng với Chúa. And that's why we have to begin to reflect and to identify what are the awesome and the righteous deeds that God has done in our life in responding into our prayer. Và chúng ta cần phải khám phá ra được những cái công việc kỳ diệu và công chính mà Đức Chúa Trời đã đáp ứng chúng ta khi mà chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. And not only that, who formed the mountain by your power, having armed yourself with strength, who stilled the roaring of the sea, the roaring of the waves, and the turmoil of the nation. Và Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực, và Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự sao động của các dòng. In other words, God not only answer our prayer for a certain thing, but He also provide the protection for every one of us in the midst of our situation. Ngài không chỉ đáp lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi, nhưng mà Ngài cũng bảo vệ chúng ta ở trong tất cả những hoàn cảnh của chúng ta. Even the water roars and the mountain quake, right? Và ngay cả khi mà sóng biển đang kêu thét ầm ào và ngay cả núi cũng bắt đầu đang rung động. And this is also another song, a very beautiful song. Và đây cũng là lời của một bài hát. And I try to sing it for you at the end. But it will say, though the mountain fall into the heart of the earth, though the water roars and the nation quakes with searching, I will not fear, for the Lord, my help and my strength. And that is so beautiful. Even the world is moving and quaking, even the storms are so big, and even the waves are rising very high. Mặc dù thế giới của chúng ta đang bị rung chuyển, mặc dù núi đang chuyển động, và mặc dù những cơn sóng nó đang trỗi lên rất là cao. But God is still there for every one of us. Nhưng mà Ngài vẫn ở đó cho mỗi đời sống chúng ta. He does not only show His mighty deed, His awesome deed and righteous deed, but He's also provide us with the protection, special, powerful protection of God for our life. Ngài không chỉ ban chúng ta, trả lời chúng ta, đáp chúng ta thông qua những công việc quyền phép của Ngài, công việc kỳ diệu của Ngài, những công việc công chính của Ngài, nhưng mà quyền năng của Chúa luôn ở cùng, bảo vệ, gìn giữ. And that's why we will not be shaken when you and I are in the presence of the Lord. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta không bị lay chuyển khi mà quý vị và tôi được ở trong sự hiện diện của Ngài. The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, and you call for songs of joy. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ. The people can be afraid of the situation,
But you and I are going to sing the songs of joy in Jesus' name. Có người trong thế gian có thể sợ hãi, nhưng mà Chúa phán rằng Chúa khiến buổi hôm năm và buổi chào mừng mừng rỡ. Nói một cách khác, đó là quý vị và tôi sẽ cùng hát những cái bài hát của sự mừng rỡ. He filled us with all of His spiritual blessings. Ngài đầy dẫy trên mỗi đời sống ta tất cả những sự phước hạnh thiên thượng của Ngài. He does beyond what we dare ask or imagine. Và Ngài thực hiện những công việc và đáp lời của người chúng ta vượt quá tất cả những điều mà chúng ta suy tưởng và chúng ta kêu cầu của Chúa. And we never be able to outgive God. Nói một cách khác là chúng ta, điều đó có nghĩa là gì? Quý vị và tôi chẳng bao giờ có thể dâng cho Chúa nhiều hơn những gì mà Chúa đã ban cho mỗi đời sống của chúng ta. And that's why we need to count every blessing. Chúng ta cần phải đếm tất cả những ân huệ của Chúa. So much. Quá nhiều những ân huệ của Chúa. But the problem is it. Nhưng mà cái vấn đề ở tại này đây. Many times we only focus on the one thing that we pray. But we didn't see so many things that God have responded to us. Đôi lúc chúng ta bắt chúng ta chỉ chú ý vào một cái điều nào đó mà chúng ta đã cầu nguyện, mà chúng ta lại quên đi nhiều điều mà chúng ta đã đáp lời cầu nguyện trên mỗi đời sống của chúng ta. So let us begin to look around and see the generosity of God. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn và suy gẫm những cái sự rộng rãi của Chúa trong mỗi đời sống của chúng ta. And lastly, our God is a caring God. Và điều cuối cùng ở tại đây đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quan phòng, là đấng quan tâm trong mỗi đời sống của chúng ta. Psalm 65 verse 9 said, "You care for the land and the water in it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain. So for so you have ordained it." Chúa thăm viếng đất và tưới nước ươm nó, làm cho nó giàu quá nhiều và suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. You see, God never forget us. Và Chúa Ngài chẳng bao giờ quên mỗi đời sống của chúng ta. He cares for our world, but He also cares for every one of us. Ngài quan tâm đến thế giới này, nhưng mà Ngài cũng quan tâm cho cả mỗi cuộc đời của chúng ta. You trench its furrows and level its riches. You soften it with showers and bless its crops. And you crown the year with your bounty and your courts overflow with abundance. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tắm nó cho mềm và ban phước cho hoa lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đổ cho năm làm mão chiều và các bước Chúa đặt ra mở. We have to see from the verse number 11, which is the theme of for our 2024. Và ở trong câu số 11, đây cũng là chủ đề của chúng ta trong năm 2024. You crown the year with your bounty. Đó là Chúa mặc lấy hay là Chúa bao phủ cả một năm với sự sung túc, với sự dư dật. Amen. God said He crowned the year with your bounty. Chúa mặc cho cả nguyên cả năm với cái sự sung túc, với sự dư dật cho mỗi đời sống của quý vị và tôi. And I want to declare that 2024 will be my years of bounty. Hallelujah. Và quý vị và tôi cũng có thể công bố giống như chính đời sống của tôi, đó là năm 2024, đó là năm mà tôi sẽ có dư dật hơn. Amen. Yeah. Sometimes we just face some difficulty. But throughout the years, I have never seen that I lack nothing. Mặc dù đôi lúc chúng ta cũng có thể cảm thấy là chúng ta thiếu thốn gì đó, nhưng mà trải qua năm tháng chúng ta đều thấy rằng chúng ta không thiếu thốn gì cả. Amen. We only feel, but the Lord always provide more than enough. Mà chúng ta cảm nhận như vậy, nhưng mà Chúa lúc nào cũng cung ứng nhiều hơn những điều mà ngay cả tôi ao ước muốn. So I pray that this year your courts will overflow with abundance. Và trong năm này, cái court đó là cái xe của chúng ta, cái chỗ chứa của chúng ta, nó lúc nào cũng gọi là overflow, có nghĩa là gọi là không có chỗ chứa được đó. Cái từ này khó dịch quá đó. Dịch overflow có nghĩa là nó tuôn tràn ra nhiều cái phòng của vị đó, nó tuôn tràn, nó không đủ chỗ để chúng ta có thể chứa được cái sự sung túc, sự dư dật mà Chúa ban cho. And your storeroom would not be enough in order to store all of the abundance blessing of the Lord. And this year
Let us believe and let us begin to declare and claim for the promises of God. Và trong năm mới này chúng ta sẽ tiếp tục công bố và nhận lấy những lời hứa của Chúa. The grassland of the wilderness overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain, and they shout for joy and sing. Các nước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng ruộng, và các nõng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, và các chúng được bao phủ bằng ngũ cốc. Khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. And all of you see that all of the things that mentioned here in the book of Psalms is that all of those things are for our goods. Okay. Tất cả những điều tốt này nó xảy ra là để rồi Chúa đem đến những sự tốt lành trong mỗi đời sống của chúng ta. All of these things that God provided to make it good in order to bring for you and I the abundant blessing of God. Và tất cả những điều này đã xảy ra để Chúa đem đến những cái sự phước hạnh dư dật ở trên mỗi đời sống của chúng ta. He cares for our environment, our weather, our surrounding. Ngài lo lắng quan tâm đến môi trường của chúng ta, thời tiết và ngay cả những cái điều mà ở trên khu vực mà chúng ta đang sống. In order to, để làm gì quý vị? Provide people with grain, để Ngài cung ứng họ với đầy đủ gạo thóc. To bless, in order to bless the crop of ours, để rồi Ngài sẽ ban phước cho vụ mùa của đời sống của chúng ta. So that He can crown our year in bounty and abundance, để rồi Ngài mặc lấy trong năm của chúng ta với sự dư dật và ở trong sự sung túc nữa. Be assured that God cares for every tear that we shed, amen, every hair that falls. Hãy nhớ rằng Chúa Ngài quan tâm đến từng giọt nước mắt đã đổ ra. Ngài quan tâm đến từng cọng tóc mà đã đang rớt xuống. He cares for every thought and every feeling of us. Ngài quan tâm cho mỗi từng tư tưởng của chúng ta và từng suy nghĩ của chúng ta. He cares for our home, He cares for our children, He cares for our business. Ngài quan tâm cho con cái chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho công ăn việc làm của chúng ta. He cares for our relationship, Ngài quan tâm tất cả những mối quan hệ của chúng ta. And He cares even for our pocket, hallelujah, I like that. Và Ngài quan tâm ngay cả đến cái túi tiền của chúng ta nữa, hallelujah. And we declare that this year God cares more and more, hallelujah. Và chúng ta quan cầu nguyện Chúa quan tâm chúng ta nhiều hơn nữa trong cái túi tiền. But He also cares for our relationship with Him, mà Ngài cũng quan tâm đến cái mối quan hệ của chúng ta với Ngài. In order for all of you and I to receive those promises of God, và để quý vị và tôi được nhận đến tất cả những cái lời hứa của Chúa, that is promises here in the book of Psalms chapter 64:5, và những lời hứa đó đã được chép và được viết ra ở trong Thi Thiên đoạn 65. We need to remember. What do we need to remember? Remember that our God is an answering God. We need to, và chúng ta cần phải nhớ rằng và phải kinh nghiệm luôn. And we have to experience. And we must know by heart. Và chúng ta cần phải nhận biết bởi tấm lòng của chúng ta. God is an answering God. Chúa của chúng ta là đấng luôn trả lời chúng ta. Our God is a relational God. Và Chúa của chúng ta là đấng luôn muốn có một mối quan tương giao với mỗi đời sống của chúng ta. Let's come to Him in prayer. Let's come to Him in Bible study. Let's come to Him in mission. Let's come to Him in worship. Và chúng ta sẽ cùng đến với Ngài ở trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng, trong việc truyền giáo, trong việc đọc hỏi lời của Ngài. And thirdly, our God is a generous God. Và Chúa chúng ta là đấng lúc nào cũng dư dật. And this year we will see more of the generosity of God. Và trong năm mới này chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa những sự cung ứng và sự dư dật của Chúa. And lastly, our God is a caring God. Và điều cuối cùng, nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng luôn quan tâm cho mỗi đời sống của chúng ta. And when you apply these things in your life, và khi quý vị và tôi áp dụng những điều này trên đời sống của chúng ta, and you see that I also go through many trouble and normal, I don't think that the ordinary people can bear the things that I'm going through. I may not share with you much, but ordinary people, impossible for them that they can bear and overcome the many things that I have been going through. Và những người bình thường thì chắc chắn rằng không thể nào có thể tắm, không thể nào đắc thắng được những điều và trải qua được những điều mà chính đời sống của tôi đã kinh nghiệm. But I never feel that. Nhưng mà tôi chẳng bao giờ cảm nhận như vậy. My life is always happy. Amen.
Còn đời chúng tôi luôn đầy thấy những sự vui mừng. My life is very positive. Và đời cuộc sống của tôi lúc nào cũng tích cực. And my life is always full of energy. Và đời sống của tôi lúc nào cũng đầy dưới, đầy dãy những năng lượng. And my life is full of the vision and the goal. Và cuộc đời của tôi luôn lúc nào cũng có đầy dãy những cái khái tượng và những cái mục tiêu. Lý do tại sao? Why? Because I know my God. Bởi vì tôi biết Chúa của tôi là ai. And you must also know and experience your God. Và quý vị và tôi cũng vậy. Quý vị cũng phải cần phải biết và kinh nghiệm Chúa của quý vị là ai trên cuộc đời của mình. Let us close with Psalm 103. Và chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc và chúng ta sẽ cùng nhau đọc với nhau ở trong Thi Thiên đoạn 103. Praise the Lord my soul, all my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord my soul, and forget not all his benefits, who forgives all of your sins and heals all your diseases. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va và chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác người, chữa lành mọi bệnh tật người. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desire with good things so that your youth is renewed like the eagles. Cứu chuộc mạng sống người khỏi chốn người nói, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão chịu đổi cho người. Ngài cho miệng ngươi được khóa các vật ngon, tuổi lương thì của ngươi trở lại như của chim ưng phụng hoàng. May the Lord be blessed. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho mỗi đời sống chúng ta. And let us pray together for this new year, for the Material Resource Center. And it's going to be one of the largest one with 1 million videos and posters that we have available in our platform. Cầu nguyện cho trung tâm đào liệu Cơ Đốc, một trong những trung tâm đào liệu Cơ Đốc lớn nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta đã gần đạt đến khoảng 1 triệu những cái video khác nhau ở trên mạng xã hội này. Pray for the Vision TV and the radio channel. Hãy cầu nguyện cho đài truyền hình và cũng như đài truyền thanh, truyền thông của khải tượng của chúng ta. Let's pray for the Vision Forum platform. Cũng như cầu nguyện cho diễn đàn của khải tượng. Let's pray for the Vision Daily Devotion. Cũng cầu nguyện cho học kinh thánh mỗi ngày, chương trình học kinh thánh mỗi ngày, Vision Online Education và vấn đề huấn luyện ở trên mạng. Let's pray for the Vision platform. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho mạng xã hội, cho tất cả các quốc gia, for the nation. Let's pray for the Vision training in the US with the young people. Và chúng ta cầu nguyện cho những trẻ cũng sẽ đến ở tại Mỹ này. And this year we are going to get about 20 young people in order to come here to the US for the training, just like we did in China and Vietnam before. Và trong năm này thì chúng ta sẽ đem đến khoảng 20 cháu, chúng ta cầu nguyện 20 cháu khoảng 16 cho đến 18 tuổi đến để chúng ta có thể huấn luyện các cháu giống như chúng tôi đã từng làm ở tại Việt Nam và Trung Quốc. It's also the pray. We pray for the prophetic and revival conference. Cầu nguyện cho đại hội phóng hưng và đại hội prophetic. And pray for the Pakistan Crusades while we're going to our chương trình truyền giáo ở tại Pakistan. And may God bless all of us. Turn to one another and said, this is your year's bountiful blessing. Hãy nói cùng với người kế bên của chúng ta rằng đây là năm của sự dư dật của chính đời sống của bạn. Nói cùng với người kế bên, đây là năm dư dật của bạn.